Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của công ty thiết bị công nghiệp Nhịp Cầu Việt. Tôi là Phạm Ngọc Anh. Chúng tôi làm kênh YouTube này với mong muốn là tiết kiệm thời gian cho các bạn. Chúng tôi sẽ review tất cả những sản phẩm mà công ty Nhịp Cầu Việt cung cấp để các bạn có thể thuận tiện theo dõi tại nhà. Rất là mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Chào các bạn, Ngọc Anh hôm nay sẽ review cho các bạn xem một cái model gọi là giống như là kinh điển của Boss, giống như là top của Boss. Bởi vì sao nói vậy? Bởi vì đây là một cái model mà bán được nhiều nhất trên thị trường. Cái doanh số mà bán ra hay là số lượng bán ra của cái model này là cao nhất. Chắc chắn là Ngọc Anh thì không thống kê được là số lượng cụ thể nó là bao nhiêu, nhưng tuy nhiên là anh em đi đâu cũng thấy cái model này. Đó chính là máy khoan động lực GSB16RE của Boss. Nó được bỏ trong một cái hộp nhựa ha, vừa phải, rất là tiện lợi để mang đi công trường cũng như là giống như là bảo quản ở trong gia đình. Và đây hướng dẫn sử dụng và phiếu hành luôn luôn là như vậy, luôn luôn phải có. Và đây chính là model ngôi sao của Boss tại thị trường Việt Nam. Model của nó này, GSB16RE Heavy Duty, bảo hành 12 tháng. Và ngoài ra thì ngoài cái máy khoan ra thì còn có thêm một tay cầm phụ để chúng ta gắn vào đây. Tay cầm phụ để chúng ta gắn vào. Tay cầm phụ để chúng ta gắn vào để làm việc nó hiệu quả hơn. Tăng cái lực lên. Tăng lực ship. Tăng lực khi mà chúng ta cầm ha, nó chắc vững chắc hơn. Và còn gì nữa, một cái thước để đo điều sâu, đo chiều sâu của mũi khoan, đo chiều sâu của lỗ khoan ha, đúng rồi. Và một cái dụng cụ để gắn vào đây, dụng cụ này là cái dụng cụ để tháo cũng như là xít cái mũi khoan. Và chúng ta lưu ý rằng là khi mà xít thì chúng ta xít đều ha, xít đều ba bên ha, xít đều ba cái điểm này ha, cho nó cân ha. Đây một cái điều nhỏ đơn giản chỉ vậy thôi. Và tại sao model này lại là model mà top 10 của Boss? Đơn thuần là nó phục vụ được cho nhiều nhu cầu khác nhau của anh em, của anh em thợ chúng ta. Máy hai chức năng, chế độ khoan búa và chế độ khoan thông thường. Thì thuận tiện cho cái việc mà giống như là chúng ta khoan tường, khoan bê tông, sửa chữa nhà cửa, gắn và chúng ta vừa có thể khoan gỗ, khoan sắt. Trọng lượng vừa phải đựng trong một cái hộp nhựa, và chúng ta có thể bỏ thêm một số những cái chẳng hạn như là mũi vít hoặc là đồ nghề nhỏ nhỏ vào trong cùng cái hộp này, rất là tiện khi nó mang sắt đi. Đó chính là lý do tại sao mà bán được nhiều nhất và giá cũng rất là dễ chấp nhận nữa, dễ chấp nhận và phù hợp với nhiều cái nhu cầu. Cái model này thì nó gần như gần giống với là model GSB13RE mà Ngọc Anh đã từng review cho anh em xem. Có điều là nó lớn hơn một chút về công suất, cộng với lại được trang bị thêm một cái hộp nhựa thì nó sẽ tiện lợi hơn trong quá trình đi làm cũng như thao tác. Và nó khác thêm một cái điều gì nữa, đây là đảo chiều thông thường nè, đảo chiều. Đây là cái nút giữ công tắc khi chúng ta làm phải khoan thường xuyên, thì cái việc này cho chúng ta đỡ bị mỏi tay. Và nó khác với GSB13 chỗ nè, đây nó có một cái này, đây nó có một cái các bạn thấy không nè, một cái nấm ở đây. Cái này có tác dụng là chỉnh tốc độ, điều chỉnh tốc độ của máy khoan. Chúng ta vặn đây là lớn nhất này, đây là nhỏ lại này.
đó, nhỏ lại. Và đây là nhỏ nhất. Đây nó đơn thuần, cái này nó chỉ đơn thuần là một cái kiểu công tắc cơ thôi. Bởi vì cái công tắc của Boss thì thông thường sẽ là soft contact, có nghĩa là các bạn bóp nhẹ thì sẽ quay, chậm bóp mạnh thì nó sẽ quay nhanh hơn. Có nghĩa là nếu như mà các bạn bóp hết cỡ vô trong thì nó sẽ quay với tốc độ cao nhất. Thì đơn thuần cái này nó chỉ là vặn và không để cho các bạn bóp sâu vô tới mức hết cỡ thôi. Đây ha. Đây, ví dụ các bạn thấy này, đây là nhỏ nhất thì chúng ta chỉ bóp được đến như đây thôi. Rồi bây giờ ngọc sẽ chỉnh cho nó lớn nhất, thì chúng ta có thể bóp sâu hơn, bóp hết cỡ vô. Các bạn thấy không? Đó. Thì đây là một thêm một cái chức năng là điều chỉnh tốc độ bằng bằng cơ ở đây. Đây là một vài cái thông số mà Boss ghi ở trên sản phẩm này. Các bạn thấy không? Model này được sản xuất tại Malaysia, made in Malaysia. Công suất là 750W, phi 13 và phi 16. Có là 16 là cái được kính mũi khoan tối đa mà cái máy này có thể khoan được. Và Ngọc Anh sẽ đọc cái thông số trên cái hướng dẫn sử dụng này cho anh em. Đây, thông số nó đây, 16 RE, 750W. Còn gì nữa không? Lỗ khoan tối đa với bê tông là 16, thép là 12 và gỗ là 25. Trọng lượng của máy là 1,8 kg. Những thông số đơn giản được Boss ghi lên trên này. Và để sở hữu được cái máy khoan này chính hãng thì các bạn lên mua những cái ở những cái địa điểm mà có uy tín, như của Việt là một trong những số đó. Bởi vì các bạn biết rằng là cái gì mà càng phổ thông, cái gì mà càng thông dụng, cái gì mà càng nổi tiếng thì càng dễ bị giả. Và đây cũng là cái model mà ở thị trường hàng giả nhiều nhất. Hàng giả nhiều nhất luôn các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì bán được rất là nhiều. Và Boss thì là một cái hãng nổi tiếng. Thì để mua được hàng chính hãng thì tốt nhất là các bạn đến những địa chỉ uy tín, hoặc là có thể để lại số điện thoại để bên công ty nhiệm của Việt, cũng như là Hoàng Anh có thể liên lạc với các anh chị. Vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Cảm ơn các bạn và sẽ hẹn ở các cái video tiếp theo. Xin chào. Ngọc Anh rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube của công ty thiết bị công nghiệp nhiệm của Việt. Ngọc Anh rất là mong muốn nhận được sự góp ý chân thành của tất cả các bạn để hoàn thiện hơn kênh mỗi ngày. Các bạn vui lòng để lại comment ở phía dưới và Ngọc Anh sẽ tiếp thu những ý kiến của các bạn để hoàn thiện những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.